Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu như mà anh em thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên để lại cho video một like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello, chào tất cả mọi người, thì lại là Si Kẹo đây anh em ơi. Đấy, thì hôm nay với cái bộ trang phục đặc vụ thú cưng nam thì mình vẫn đang rất là tự tin nhá. Ơ vãi nhở, mày đứng đấy làm gì vậy? Đậu xanh này làm sao? Uầy, tuổi gì em? Như vậy thì một kill với mình hết sức là đơn giản đúng không mọi người ơi? Hôm nay, trong video này, chúng ta sẽ cùng chém gió về cái cây súng mới chuẩn bị ra mắt trong phiên bản OB21, đấy là cây súng thông sơ nha. Uầy, vãi trưởng, đáng mải chém gió với anh em, tự nhiên thằng nào chạy lên nhở. Thì đối với cây súng thông sơn này thì nó là một cây súng tiểu liên nha mọi người. Và cái sức mạnh tổng quan của nó thì sẽ ít hơn MP40 một xíu. Nhưng mà cái tính chất của vũ khí này đấy là khi mà anh em bắn ở phạm vi từ tầm trung đến gần thì nó vô cùng là hiệu quả luôn đúng không ạ? Với thiệt hại là 50 này, tỷ lệ lan rộng là 77 này, rồi là một số những cái chỉ số khác thì mình không rõ, nhưng mà có độ chính xác là 34 này, phạm vi là 33, đấy là phạm vi tầm bắn tốt nhất của cây súng thông sơ nha mọi người. Nguồn tin tức thì mình lấy từ Garena Free Fire nên là anh em hãy cứ yên tâm nha, tại trang chính thức của Garena Free Fire nha. Thì hôm nay chúng ta chém gió về cái cây súng này đi. Đối với anh em thì nói chung là lúc nào mà ra súng mới thì anh em cũng đều rất là hóng đúng không ạ? Riêng Kẹo thì Kẹo cũng cảm thấy là như vậy luôn. Với cây súng thông sơn này thì nghe bảo là tổng quan chỉ số của nó thì nó không bằng được MP40. Nhưng mà nếu như mà anh em bắn ở phạm vi từ tầm gần đến tầm trung thì bắn rất là tốt luôn. Còn MP40 thì anh em chỉ tập trung vào bắn ở tầm gần là chính thôi đúng không ạ? Rồi nhá, hiện tại thì mình đang dùng hai cái cây súng, đấy là M4A1 và đây. Ok, chúng ta có thêm một cây tiểu liên nữa là MP40 bích vàng. Ấy, chắc chắn rồi mọi người ạ. Mình vừa đổi qua được một cây XM8. Cơ bản là XM8 bây giờ là chơi rất xịn sò trong game luôn nhá. Mày này, tuổi gì em ơi? Úi dồi ôi. Đấy, ok, một cái combo thế này thì phải nói là leo rank vô cùng là dễ dàng luôn. Ây và anh em ơi, các bạn xem video, các bạn like video cho Kẹo chưa nhỉ? Anh em nào quên chưa nhấn nút like thì anh em nhấn nút like, anh em chia sẻ cái video giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok thì chắc chắn rồi, nếu như mà phiên bản OB21 ra cũng như là với sự ra mắt của cây súng thông sơn thì tôi sẽ sớm trải nghiệm để review cho các bạn xem cái cây súng này nó bá đạo như thế nào mọi người nhá. Ok thì đơn giản thôi, chắc là mấy hôm nữa thì phiên bản OB21 của chúng ta sẽ được ra mắt chính thức thôi. Đấy thì tôi nghĩ là tầm khoảng 3-4 hôm nữa thôi. Đơn giản thì vòng quay vàng cũng đã sắp hết rồi đúng không nào? Ok, hiện tại thì mình đang ở phía thung lũng này và nhanh chân đi kiếm thêm mạng thôi nào. Mục tiêu của mình trong mỗi trận đấu luôn là kiếm top 1 với 10 kill. Và để xem thì ngày hôm nay mình có thể kiếm được 10 kill hay không nhở. Rồi nhá, chúng ta let's go. Tôi không biết là sang phiên bản mới OB21 thì game Free Fire có ra thêm skin nào cho MP40 hay không. Mình nghĩ là cũng hên xui, cũng như là Thompson nó là một cây súng mới nên là khả năng cao thì Thompson sẽ được chỉ chơi trong đấu thường thôi các bạn ạ. Tức là nếu như mà một thời gian sau mà nhà phát hành thấy phản hồi của anh em tốt thì sẽ sớm được đưa vào đấu rank luôn. Đấy, thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chém gió sương sương về cây súng thông sơn đúng không nào? Rồi nha, ok, let's go. Về những cái tin tức cập nhật khác thì mình cũng đã cập nhật cho anh em riêng trong một cái video về phiên bản OB21 rồi. Đấy, hiện tại thì server test của phiên bản OB21 cũng đang được đóng rồi nha mọi người ơi. Để chuẩn bị là chúng ta có phiên bản OB21 chính thức. Dạo gần đây thì mình nghe được là có một phiên bản Free Fire Max chỉ cho thử nghiệm giới hạn thì tôi chưa có tài khoản nên là chưa thể trải nghiệm cho anh em được. Thì sẽ sớm đi xin sỏ đâu đấy kiếm được một cái tài khoản Free Fire Max để trải nghiệm cho các bạn. Ê, đậu xanh này, ra ngoài xíu đi anh em, đùa nhau à? À đủ, làm sao? Mày làm sao? Mày nghĩ là mày có thể chơi anh được á? Ui dồi ôi, chú tự tin bao nhiêu phần trăm, ra đây em. Ui dồi, ra đây em. Ui, nữa à? Vãi trưởng nhở, đông vui phết anh em, mày không đùa, không đùa. Tầm này là hơi đông vui nhá. Được luôn anh em.
Mà tưởng đơn giản nhưng mà không hề đơn giản đâu. Đây, chúng ta vào trong xử luôn chúng nó này. Xem thằng nào láo nháo là dẫn chúng nó lên thiên đường luôn nhỉ. Ok. Và như vậy là xong mạng thứ 5 rồi nhá. À, bên này thì anh em thấy ai nữa hả? Anh em thấy thêm được ai không? Riêng kẹo là kẹo chưa thấy ai đâu. Nói chung là cứ từ từ thôi. Ngay bên đứng tạm đây cái đã. Đây, rút đồ này. Úi dồi, nhiều đồ ngon quá nhờ. Tha hồ bom kẹo, tha hồ mà lượm luôn này. Đấy. Và các bạn ơi, let's go thế nào. Tình hình là đang còn lại 16 người trên nữa cơ. Nói chung là cũng đông phết. Thì hôm nay là ngày nghỉ thứ 5 rồi anh em ạ. 5 ngày tôi ở nhà rồi. Đấy, cơ bản là như vậy. Cuộc sống thì nó vẫn cứ là bình thường anh em ạ. Nhưng mà cơ bản là hiện tại thì với cái tình hình, tình trạng chung là anh em nên ở nhà để cái dịch bệnh nó sớm dừng lại anh em ạ. Chúng ta còn trở về sinh hoạt với cuộc sống bình thường chứ nhở. Đấy, riêng với công việc của mình thì hầu như là mình ở nhà suốt ngày rồi. Nên là bây giờ thì tôi vẫn ở nhà thôi. Và khuyên anh em gọi là nên ở nhà nhá. Tôi không biết là anh em học online thế nào nhỉ. Một số bạn bảo là học online mà. Riêng mình thì mình đã tốt nghiệp lâu rồi. Nên là không biết là học online thì sẽ học kiểu gì nữa. Năm nay cũng là một năm khá là khó khăn đối với những cái bạn mà đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học chẳng hạn này. Đảm bảo là vô cùng là khó khăn luôn. Tôi không biết là sẽ có cái chính sách gì nữa, nhưng mà nói chung là anh em cứ ở nhà và chờ đợi thêm thông tin thôi. Một cái Tết dài nhất lịch sử đấy. Sau này thì anh em có thể gọi là mấy đứa cháu đứa con của anh em kêu là ui dồi ôi, nghỉ Tết ít lắm. Đấy thì các bạn có thể lôi câu chuyện này ra kể như một huyền thoại này lại đây. Đấy, bố hoặc là anh hoặc là em sẽ kể cho một huyền thoại này. Đấy, kể cho một câu chuyện này. Tức là có cái đợt năm đấy nghỉ Tết u rồi ôi. Tôi biết là nhiều anh em tầm này vẫn chưa phải đi học đúng không nào, u rồi. Anh em thấy chưa ạ? Đậu xanh. Thì nghỉ Tết lâu nhất lịch sử từ cái lúc mình được sinh ra đến bây giờ anh em ơi. Tôi thì sinh ra đến bây giờ là được 21 tuổi rồi. Đù, mình cứ nghĩ rằng là nếu như mà cái thời học sinh của mình mà được nghỉ Tết nhiều như vậy chắc là phê lắm đúng không? Anh em cũng nhận thế không ạ? À đù. Nào để xem nào anh em nào. Nói chung là chơi game nhiều khi là cẩn thận tí. Tôi toàn mở nhạc sàn này đập đập thế này thì đôi khi là nó cũng hơi khó. Nhưng mà cơ bản là game nó chỉ để giải trí được không ạ? Đấy, tôi chơi sương sương cũng top 1 nhưng mà có cái gì khó khăn đâu. Và nếu như các bạn có bất cứ một cái góp ý gì thì các bạn hãy đừng quên để lại comment ngay bên dưới video nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, hoặc là thử thách gì comment ngay bên dưới, tôi sẽ làm thử thách của anh em đặt ra. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Let's go, hiện tại thì mình đang ở phía xưởng cơ khí rồi và vẫn đang cố gắng lượn lờ xung quanh đây và đi kiếm thêm mạng thôi. Anh em ơi, ui bán thùng dầu. Sở thích của mình là bán thùng dầu anh em ạ. Cơ bản là mình cũng sợ nên nhiều khi là bị đồng đội chôn bắn thùng dầu nên là mình toàn bắn thùng dầu từ trước này, ví dụ thế. Hoặc là anh em đang combat với nhau mà dính ngay quả thùng dầu thì có lẽ là lên thiên đường sớm. Thế nên là kinh nghiệm của tôi là anh em cứ nhìn thấy thùng dầu anh em cứ bắn cho tôi, lo gì đúng không nào đấy. Chuyện đâu còn có đó mà anh em. Rồi nhá. Má nhìn quả như thực nào mà đeo cái đuôi nó hơi sai sai tí anh em ạ. Đậu xanh nhưng mà thôi. Cơ bản nó là một cái bộ trang phục mới trông cũng khá là hot. Nó nằm cuối cùng của thẻ vô cực mùa mới nên là tôi cũng trải nghiệm thôi. Đấy, mặc vào cho nó gọi là cho có thôi. Chứ còn là cái nick của mình thì nó quá nhiều đồ rồi, nếu mà để mà kể hết cho anh em thì có mà viết cả một cái trang nó phải dài km anh em ạ. Đấy, kể về hết những cái đồ trong cái nick của si kẹo này đấy thì nó cứ phải gọi là vô đối luôn anh em ạ. Hơi bị nhiều luôn. Ai sang thắt đồng hồ rồi mà khó khăn quá cơ các bạn ạ. Mà dạo này leo danh anh em mình cứ chơi theo kiểu ông ngồi sau ghế, ông ngồi sau cột, ông ngồi sau gốc cây, mỗi ông ngồi một kiểu này làm sao mà chơi được anh em. Ui lại X18 này. Dạo này thì X18 ấy không còn hiếm như trước nữa và mình kiếm X18 cũng rất là dễ dàng nha. Đấy, chuẩn bị lên trên thôi. Lên trên kiếm Q không ạ? Đấy, nào để coi xem thằng nào trên. À, câu quả lựu thế này, làm gì ở trên? Đây mình sẽ tiến vào trong này cái đi. À đủ. Đi cấm người thôi anh em ơi. Má nhở, đào đâu sang người nhở? Oh man, từ từ anh em ơi. Rồi nhá, chuẩn bị, let's go nhá. Ui, bắn thùng dầu cái. Bắn luôn, ngại gì anh em. Mình là mình hơi ngứa tay. Nhìn thấy mấy thùng dầu là phải bắn ngay anh em ạ. Không tí địch nó bắn cho chỉ có nước gọi là lên bàn thờ đúng không? Đấy, người ta có bảo là tốc độ bàn thờ là có thật đấy. Còn tôi, anh em có thắc mắc là ơ tại sao chạy nhanh thế. Má nhở, ông bảo tôi hack. Vừa va vừa vẩn. Hiện tại thì cái nhân vật Kelly của tôi nó mắc thủ công
tôi chơi con nhân vật đấy là Alok nữa, Alok kết hợp với Kelly Mark nữa. Nên là tôi chạy nhanh, tôi có tua video méo đâu. Nhiều ông cứ bảo là ui dồi ôi anh tua video, anh đừng tua video nữa, xong chửi tôi hack thế này thế kia. Mấy ông ngáo hết mẹ rồi đấy. Nói chung là anh em chịu khó đi. Anh em chịu khó, các bạn nhìn mấy cái chỉ số đây này. Kelly của mình mắc rồi nhá. Chơi Alok thì mình dùng chiêu liên tục. À nói chung là tôi chơi game ấy là luôn luôn đi săn địch ấy. Anh em rất là ít khi các bạn thấy mình đứng một chỗ đúng không, ngoại trừ cái lúc lút đồ đấy. Còn tôi chạy liên tục, gặp thằng nào tôi vả luôn thằng đấy, tiễn cho nó lên đường sớm luôn anh em ạ. Đấy nó là cái phong cách chơi của mình. Rồi nha, ok đấy, chuẩn bị let's go lên phía trên nào. Tầm này còn lại có 4 người chơi thôi, tôi cũng chẳng xoắn lắm, từ từ đi cứu mạng lo gì đúng không nào. Đấy anh em cứ lo bó trắng ra này, chuyện đâu vẫn còn có đó, lo gì. Rồi nha, hiện tại thì bom đang thu lại khá là nhỏ rồi. Mà tôi vẫn thấy là chắc là cậu ông vẫn đang ngồi nhà hoặc là ngồi đâu đấy và đang cố gắng để thủ để kiếm thêm cho mình được mạng. Còn mình là mình cứ tích cực đi săn mạng. Ui, nãy giờ chạy qua mấy cây X-M8 ấy. Ui, dạo này kiếm X-M8 dễ thế nhở. À, cái dạo mà mới ra cái skin X-M8 quái thú ấy, kiếm mãi chả được cây nào, thề anh em ạ. Các bạn thấy nhỏ không ạ? Đấy, không phải lúc nào anh em cũng kiếm được X-M8 dễ đâu, mà tùy thời điểm đấy. Đấy, người ta bảo là đúng người đúng thời điểm đấy, còn bây giờ là đúng người đúng X-M8 đúng không? Thì các bạn là như vậy. Rồi nhau, ok, lên cổng trời này. Đây, thằng nào trốn trên này chạy ra đây. Ra đây, nhanh, solo với anh này. Anh lại phải ngại ra chú kìa. Man, vào trong nhà cái đi mọi người ơi. Vãi nhở, không có ai. Ui, đây rồi, phải chết cha mày rồi. Mày này, chạy nổi không em? Úi dồi ôi. À, tao lại sợ mày quá cơ. Mày ra đây. Úi dồi, nó chơi kiểu này các bạn. Nó lấy bông ken nó dựng kín xung quanh rồi. Má mày chơi lầy à? Ui, phải cả trượng. Gì đấy, lại thằng nữa. Úi dồi ôi, tôi đang solo với thằng này mà. Nhiều khi gặp mấy trường hợp kiểu khoai vãi trưởng nhở. Ai đâm ra là mình cũng hơi bị xoắn quẩy đấy. Còn lợn này, sao mày lại trốn ở trong này? Má, khó nhai nó rồi, khó nhai các bạn ạ. Mày ra đây. Oh man. À đây đúng không, ra đây nhanh. Vãi nhở, nó chết rồi. Ui, vãi trưởng, thế sao à? Gì vậy? Ui anh em làm tôi cảm thấy căng thẳng vãi. Ui hai đứa kìa. Vãi trưởng, con này bị kẹp thì rồi. Đậu xanh này. Rồi nhá, anh lại sợ các chú quá cơ. Lên vả chú nó. Đùa đậu xanh tôi giỡn tí thôi, làm gì căng à. Thằng nào sau kia, thằng nào sau bông keo. Mày tính đùa với tao đúng không? Có phải mày tính đùa với tao đúng không? Tôi giỏi mày ra đây. Oh man. Úi dồi, cái gì đấy. Ra đây. Oh man, à vẫn sau bông keo cả. Được rồi. Từ từ anh em ạ. Mày ra đây. Ui, vai, shotgun các bạn ơi. Nghe như kiểu là shotgun M1887 thì phải, mình nghe từng súng mình đoán được liền à. Mày hay lắm. Rồi anh em chờ tôi tí nhá. Phần này hơi căng ấy, bo đang thu lại rồi này. Vào bo nhanh. Vào bo đi. À, cầu liệu à. Sợ quá nhở. Anh lại sợ chú quá cơ này. Đấy, dám ba thằng rơm lên bản điểm số. Thế là sao? Sao đứa gì nhá. Ôi, tôi chết mẹ rồi. Thế này không được, mình cứu tôi một rồi. Trong bàn đấu này còn mỗi hai đứa à? Ôi dồi ôi, bảo hứa với anh em chơi như nào, mấy kill top 1 thế này toàn rồi, toàn các bạn. Toàn hẳn luôn ấy. Đây mọi người, let's go now. Xem đi kiếm người nào. Mà, thế này toàn mẹ rồi. Bảo chơi 10 kill top 1 mà như này chết tôi không. Ôi dồi ôi. Số nha, hai thằng nữa nha. Ok, từ. Ôi, phía sau. Phía sau, ra thẳng phía sau luôn á. Xem nào, ra phía sau để kiếm người thôi, làm gì căng á. Để mình coi nào. Đâu? Đây rồi à? Mày à? Úi dồi ôi. Mấy hổ sao? Nó vẫn né được các bạn ạ. Đậu xanh nhà mày. Má, nó vẫn né được các bạn ạ. Này chơi gì? Mày ra đây. Úi dồi ôi, nó ngồi sau tảng đá kìa. Nó ngồi sau bông keo kìa. Má, thế này chơi gì? Úi dồi ôi. Vãi nhở câu nhở. Vãi phết nhở. Mày ra đây. Má, tôi ngồi tôi giục nó anh em. Đậu xanh. Bạn nhau không bạn nhau đi giục nhau. Mày làm sao ra đây? Con lợn này. Úi dồi, nó lại giục bông keo rồi. Má, cay không ạ. Mày này. Thế là xong nhá. Ok, 7 kill rồi. Thế là xong rồi nhá. Gặp mấy thằng anh sợ chú quá nhở. Ok. Tại này mình chờ thôi anh em ơi. Chờ thôi, thằng cuối đâu.
chờ mỗi thằng cuối đây anh em ạ. Tầm này solo 1v1 rồi, hóng nào. À, mình nghĩ là nó ở dưới, khả năng cao nó ở dưới mà. À đi rồi, mình chết chắc rồi con ạ. May này, úi xôi. Yes. Anh em, buya, win rồi. Nếu như mà anh em thấy video hay và hữu ích, các bạn đừng quên là nhấn like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.